Kiếm tiền trực tuyến dính lừa là nhan đề của bài viết đáng chú ý trên báo thời này. Vào mạng Internet, đập vào mắt hàng loạt lời chào mời kiếm tiền hấp dẫn, không ôm hàng, không cọc tiền, không bỏ vốn, rảnh rỗi làm, bận nghỉ. Chỉ cần mỗi ngày bạn bỏ ra 30 phút, có ngay 300 500 đến 500 nghìn đồng. Nhiều người thử click vào kèm theo cái chặt lưỡi, nếu có mất, cũng chỉ mất thời gian rảnh rỗi, mà được thì có thêm tiền sắm sửa, cà phê. Không thử sao biết thật hay là lừa. Đến khi nhận ra mình bị lừa thì không chỉ bị mất thời gian và vài 300.000 đồng như dự định ban đầu mà đã lên con số chục triệu đồng, trăm triệu đồng, hối hận khóc than thì cũng đã muộn rồi. Còn trên báo Tuổi Trẻ số ra ngày hôm nay có bài người bán dạo vẫn phải ôm vé số ế. Phản ánh việc sau hơn 2 tuần kể từ khi mà nghị quyết số 68 được Hội đồng Sổ số Kiến thiết khu vực miền Nam ban hành, trong đó yêu cầu các công ty thành viên và đại lý phải nhận lại vé số ế. Nhiều người bán vé số dạo cho biết vẫn chưa được trả lại vé. Theo tìm hiểu, nhiều đại lý cấp 3 và cấp 2 cho biết chưa nhận được thông báo của đại lý cấp 1 về việc sẽ nhận lại vé số còn thừa nên không dám nhận lại vé số của người bán dạo vì lo ngại sẽ bị ôm vé số ế. Trong khi đó, một số công ty sổ số kiến thiết cho biết chỉ mới bắt đầu triển khai và cần thêm thời gian. Báo Nhân dân có loạt bài viết về việc nâng cao giá trị nông sản tại vùng đồng bằng sông Cửu Long với bài viết đầu tiên, hiệu quả từ sự liên kết. Thời gian qua, nhiều địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long, nhất là các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp đã tập trung tổ chức sản xuất theo hướng liên kết chuỗi và hình thành phát triển một số mô hình liên kết tiêu thụ nông sản. Đây là nhân tố quan trọng giúp ngành nông nghiệp tái cơ cấu theo hướng nâng cao giá trị gia tăng. Thực tế cũng chỉ rõ cần có sự bắt tay thực chất, chặt chẽ hiệu quả từ các bên. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa có ý kiến chỉ đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan nghiên cứu thành lập sàn giao dịch quyền sử dụng đất. Theo bài viết Minh bạch thị trường bất động sản trên báo Đại Đoàn Kết, bên cạnh các ý kiến ủng hộ việc thành lập sàn giao dịch quyền sử dụng đất, một số ý kiến cũng cho rằng để thành lập sàn cần có thời gian lộ trình nghiên cứu kỹ trước khi đi đến quyết định có nên thành lập hay là không. Phải nghiên cứu rất kỹ vì giá trị tài sản của người Việt có đến khoảng 70% là đất đai, tỷ trọng bất động sản trong nền kinh tế cũng rất lớn. Khi thay đổi về chính sách cần nghiên cứu kỹ, tham chiếu nhiều chiều để đưa ra giải pháp, mô hình tổ chức cho phù hợp. Sau nhiều nỗ lực, các gói thầu lớn trị giá hàng chục nghìn tỷ đồng của dự án sân bay quốc tế Long Thành ở xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai chuẩn bị chính thức khởi công đồng loạt. Cùng với đó, dự án nhà ga T3 Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và các dự án thành phần của cao tốc Bắc Nam cũng đang gấp rút đẩy nhanh tiến độ. Các siêu dự án ngành giao thông được kỳ vọng là sẽ thúc đẩy giải ngân đầu tư công, khơi thông nút thắt giúp kinh tế phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới. Bài viết thúc đẩy các siêu dự án giao thông gỡ nút thắt phát triển kinh tế trên báo Lao động dẫn lời Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Duy Đồng, Phó Chủ tịch Hội hàng không Việt Nam đánh giá, dự án sân bay Long Thành đi vào hoạt động không chỉ góp phần giảm tải cho sân bay Tân Sơn Nhất, dự án này được kỳ vọng giúp cho Việt Nam vươn tầm khu vực, trở thành một trong những quốc gia mạnh về ngành hàng không. Thực hiện nghiêm chỉ đạo của chính phủ và Bộ Công Thương, những ngày qua, lực lượng quản lý thị trường cả nước đã tăng cường vào cuộc kiểm tra, xử lý vi phạm về đầu cơ, găm hàng, định giá bất hợp lý đối với mặt hàng gạo. Theo bài viết ngăn đầu cơ chặn giá gạo tăng bất hợp lý trên báo kinh tế và đô thị những chỉ đạo của bộ công thương trong thời gian qua là phù hợp và kịp thời tuy nhiên bộ công thương cần phối hợp với bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cùng các bộ ngành khác bởi bộ công thương hiện chỉ quản lý xuất nhập khẩu còn vấn đề về trồng trọt và sản lượng của năm sau và dự trữ quốc gia là nhiệm vụ của nhiều bộ ngành khác